Chúng ta lại một lần nữa thất bại trước bọn năm anh em siêu nhân biến hình. Các đại tướng ma của ta, có ai có kế sách gì có thể tiêu diệt được bọn chúng không? Bẩm đại vương, thuộc hạ đã điều tra rất kỹ về bọn chúng. Sức mạnh lớn nhất của bọn chúng có được là khi mà bọn chúng kết hợp lại với nhau, triệu hồi robot siêu nhân biến hình. Đúng là như vậy, những robot siêu nhân biến hình đó sức mạnh vô song, biến hóa khôn lường. Vậy người đã nghĩ ra cách đối phó với bọn chúng rồi đúng không? Vâng, thưa đại vương, thuộc hạ đã chế tạo ra cây quyền trượng khắc nhập khắc xuất. Với cây quyền trượng này, thuộc hạ có thể tùy ý hợp nhất những ma binh của ta để chúng gia tăng sức mạnh ngàn lần. Đồng thời, khi bọn năm anh em siêu nhân kết hợp lại với nhau, thuộc hạ cũng có thể khắc xuất tách bọn chúng ra. Như vậy, nhất định có thể tiêu diệt được bọn chúng. Tốt lắm, đại tướng ma công nghệ. Vậy ta sẽ giao nhiệm vụ tiêu diệt năm anh em siêu nhân biến hình cho ngươi. Nếu ngươi có thể thành công, ta sẽ ban thưởng chức tổng tư lệnh quân đoàn ma cho ngươi. Tuân lệnh đại ma vương. Dừng tay lại, người là ai? Xin chào năm anh em siêu nhân biến hình. Ta xin tự giới thiệu, ta là đại tướng ma công nghệ mới nhậm chức. Hôm nay ta tới đây là để tiêu diệt các ngươi. Các bạn ơi, mỗi tên đại tướng quân đoàn ma đều có một khả năng đặc biệt. Chúng ta không biết khả năng của tên này, vì vậy phải hết sức cẩn thận. Thơ Nguyên nói đúng, lần trước chúng ta đã quá chủ quan, suýt chút nữa đã mất mạng dưới tay đại tướng ma sát sống. Được, để tớ lên trước, các bạn hãy yểm hộ cho tớ nhé. Siêu nhân biến hình, siêu nhân gao đỏ. Hay à. Siêu nhân biến hình, siêu nhân gao vàng. Hay à. Siêu nhân biến hình, siêu nhân gao hồng. Hay à. Siêu nhân biến hình, siêu nhân gao xanh. Hay à. Siêu nhân biến hình, siêu nhân gao lục. Hay à. Tại sao lại vậy? Đội quân của đại tướng ma công nghệ này không có gì đặc biệt cả. Đúng vậy, chúng ta mới chỉ sử dụng một phần nhỏ sức mạnh mà đã có thể tiêu diệt được. Không lẽ chúng ta đã đánh giá quá cao hắn sao? Đại tướng ma công nghệ, bản lĩnh của ngươi chỉ có thế thôi sao? Nếu vậy thì hãy chịu chết đi. Các ngươi đừng vội mừng, đó chỉ là lời chào hỏi nhẹ nhàng của ta mà thôi. Còn bây giờ, bữa tiệc thật sự mới bắt đầu, hãy xem đây. Hả? Cây gậy đó là gì vậy? Giới thiệu với các ngươi, đây chính là cây gậy khắc nhập khắc xuất, vũ khí tối thượng của ta. Chắc các ngươi đang tò mò về khả năng của nó đúng không? Vậy thì hãy xem đây, khắc nhập. Cái gì? Hắn có thể hợp nhất lũ tiểu yêu lại với nhau, tạo thành một quái vật có sức mạnh tương đương với cấp đại tướng ma thú sao? Nhưng mà như vậy cũng chưa đủ để đánh bại bọn ta đâu. Các bạn ơi, hãy hợp lực, triệu hồi robot siêu nhân gao siêu cấp. Các bạn ơi, hãy tiến lên. Khoan đã, có chuyện gì vậy? Tớ vừa mới nhớ ra, gậy của hắn có tên là khắc nhập khắc xuất. Khi hắn nói khắc nhập thì bọn tiểu yêu có thể hợp nhất với nhau, tạo thành một tên đại ma có sức mạnh tương đương với một đại tướng ma. Vậy còn khi hắn nói khắc xuất thì sao? He, không ngờ trong nhóm của các ngươi lại có một kẻ thông minh đến như vậy. Đúng vậy, bây giờ ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh thật sự của cây gậy khắc nhập khắc xuất này. Hãy xem đây, khắc xuất. Hả, có chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta lại bị chia ra vậy? Tớ hiểu rồi, cây gậy khắc nhập khắc xuất có nghĩa là bọn chúng hợp lại, còn chúng ta thì bị chia ra. Có thể nó chỉ có tác dụng với siêu nhân gao thôi. Chúng ta hãy thử triệu hồi siêu nhân khác xem. Được, triệu hồi siêu nhân cuồng phong. He, vô ích thôi bọn siêu nhân. Các ngươi nghĩ rằng biến thành siêu nhân khác thì cây gậy khắc nhập khắc xuất của ta sẽ không có tác dụng sao? Hãy xem đây, khắc xuất. Đại yêu quái của ta, hãy tiêu diệt bọn chúng cho ta. Hay à. Hắn thật sự quá mạnh các bạn ơi. Đúng vậy, sức mạnh của chúng tăng lên, còn của chúng ta bị giảm đi. Chúng ta đã biết về khả năng của hắn,
nhưng chưa biết cách đối phó. Tớ nghĩ trước mắt chúng ta nên rút lui, tìm thầy đoàn bàn cách chống lại, sau đó chúng ta sẽ quay lại quyết chiến sau. Đúng vậy, rút lui thôi các bạn. Không ngờ trong quân đoàn ma binh lại còn một tên đại tướng ma công nghệ lợi hại như vậy. Kẻ này xưa nay ẩn thân, che giấu tài năng của hắn. Nếu không tiêu diệt được tên này, trái đất sẽ gặp nguy hiểm. Vâng thưa thầy, hiện tại bọn em không thể hợp lực lại triệu hồi robot biến hình được, trong khi bọn chúng đã có thể dễ dàng kết hợp lại với nhau. Đúng vậy, tuy nhiên các em vẫn có cách để hợp lực được. Thật sao thầy, đó là cách gì vậy? Tuy gậy khắc nhập khắc xuất có thể ngăn cản các em hợp lực lại, nhưng lại không thể ngăn cản các em biến hình. Vậy thì chỉ cần mỗi một người trong các em triệu hồi một robot siêu nhân rồi tùy theo năng lực của từng người mà cùng chiến đấu. Tuy là năm nhưng các em đã chiến đấu trăm trận cùng nhau, tâm linh tương thông nên vẫn giống như là một vậy. Em hiểu rồi, bởi vì bọn em thực chất không hề hợp lực lại mà chỉ là 5 cá thể phối hợp với nhau nên chiều khắc suất sẽ không có hiệu quả nữa. Được rồi, tiến lên nào các bạn. Lũ 5 anh em siêu nhân biến hình thất bại, hôm nay lại dẫn xác đến đây lộ mạng cho ta sao? Không đâu đại tướng ma công nghệ, hôm nay bọn ta tới đây là để tiêu diệt ngươi đấy. He he he, tiêu diệt ta sao? Ta rất muốn xem các ngươi sẽ tiêu diệt ta như thế nào đấy. Các bạn ơi, hãy tiến lên. Triệu hồi robot siêu nhân gao. Triệu hồi robot siêu nhân thần kiếm. Triệu hồi robot siêu nhân hải tặc. Triệu hồi robot siêu nhân cuồng phong. Triệu hồi robot siêu nhân cơ bắp. He he he, ta đã nói nhiều lần rồi, có triệu hồi robot siêu nhân gì cũng vô ích thôi. Hãy xem đây, khắc suất. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại không có tác dụng? Tất nhiên là không có tác dụng rồi, bởi vì bọn ta không hợp lại mà là 5 cá thể riêng biệt. Tuy 5 nhưng lại giống như là một vậy, bởi vì bọn ta đã sớm tâm linh tương thông rồi. Các bạn ơi, hãy tiến lên. Hay ya. Không, không thể nào như vậy. Ta không thể thua được. Ta sẽ giết chết tất cả các người. Hay ya. Các bạn ơi, tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Hãy tiến lên nào. Hả, không được sao? Sức mạnh của hắn tại sao lại đột nhiên tăng cao như vậy? Hãy chết đi, làm anh em siêu nhân. Hay ya. Các bạn ơi, cây gậy khắc nhập khắc xuất của hắn đã biến mất rồi. Thì ra là vậy, hắn đã hấp thu nguồn năng lượng của cây gậy để gia tăng sức mạnh cho bản thân. Đúng vậy, điều đó có nghĩa là bây giờ chúng ta có thể hợp lực lại với nhau, tạo ra một robot siêu nhân biến hình siêu cấp. Tiến lên nào các bạn, làm anh em siêu nhân hợp lực. Triệu hồi robot siêu nhân biến hình siêu cấp. Hãy chết đi, đại tướng ma công nghệ. Cuối cùng, đại tướng ma công nghệ đã bị tiêu diệt. Câu hỏi dành cho các bạn khán giả. Cây gậy của đại tướng ma công nghệ có tên là gì? Đáp án A, gậy khắc nhập khắc xuất. Đáp án B, gậy thần thông. Đáp án C, gậy như ý. Và đáp án D, gậy thời tiết. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho bọn mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.